Có miếng xíu không? Có. Có. Đây là con trai của em Xính, anh trai của Bó đây. Lớp mình hôm nay vắng vắng hả chị? Vắng hai cháu. Đây là lớp mấy tuổi chị? Năm tuổi. Năm tuổi. Đây là sang năm lên lớp 1 đấy nhỉ? Đấy, học sinh đấy này là lớp 1 đấy. Vâng. Nhưng mà các bé ở đây ấy hình như là rất ngại nói tiếng phổ thông. Biết nhưng mà không chịu nói đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhiều bánh kẹo là đút hết vào túi rồi, không còn gì nữa chị nữa cả. Đấy, cái món quà của cô Huỳnh Hương ở Úc đó là mua bánh kẹo cho các em nhỏ ở đây. Các em nhỏ ở đây đến phát kẹo xong là đút hết vào túi luôn, đúng không ạ? Đây nào, kiểm tra nào. Anh này sợ mất à? Đây nào, chú xem nào. Trong này có gì đấy? Trong này có gì nào? Mua chi cho đi. À, kẹo đây. Đấy. Cứ kệ các em để trong túi đi ạ. Hôm nay thì lớp mẫu giáo như là lớp 1, 2, 3 tất cả đều có bánh kẹo. Đấy. Bánh kẹo thì em mua vào 2 thùng để cũng nhờ các thầy cô giáo gửi đến cho phát cho các em. Đây là mang về nhà ăn đấy nha. Đấy. Vâng. Để phần cho nha, để cho các cháu các bạn. Đây là cái này là để phần lại cho mấy em không đến học đúng không? Thì rồi thì có những buổi học tiếp theo thì lại phát tiếp. Vâng. Cháu một cái. Món quà này là để lại cho bánh kẹo này là để lại cho mấy em không đến học. Quần áo cũng vậy, thì là một số em không đến học thì là các cô giáo để lại, khi nào các em mới đi học thì là sẽ trao sau nhé mọi người nhé. Đấy. Tên là Ly Mi Chó. Đúng. À, đâu ạ? Đây, Limi chó đứng lên. Chó đứng lên. À, sao lại bố mẹ lại đặt tên cái tên này nhỉ? Bố mẹ lại khai sinh ở ngoài ủy ban tư pháp, hay thế nào thì tư pháp làm cái đấy. À. Kể ra Limi chó hay Limi chơ. Chơ thì gì đấy thì nó đẹp hơn. Tên là chơ hay là cho nó đẹp hơn. Với người dân tộc thì cái tên đấy là bình thường, nhưng mà thật sự là nếu mà khi mà giao tiếp bằng tiếng phổ thông ấy thì cái tên đấy thì nó nghe nó cũng kiểu gì ấy. Vâng. Nào bây giờ cả lớp đi về nhá. Đứng lên, chào cô giáo đi về. Này, riêng cái lớp mầm non này thì là chào các em nhận quà thì cháu chào. Mình chào các bạn. Đấy, học sinh bây giờ là đi về, ở đây thì là không, bố mẹ không đón đâu chị nhỉ? Bố mẹ các cháu tự đi về, học sinh tự đi về, bố mẹ không có thời gian để đưa đón các cháu do bố mẹ các cháu còn phải đi làm nông. Vâng. Đi cắt cỏ, đi làm nương, làm giấy. Thay mặt cho các đồng chí giáo viên ở điểm trường, em rất là cảm ơn các anh các chị đã có những chiếc áo ấm vào mùa đông đến cho các cháu học sinh ở điểm trường Ma Xí. Qua đây em xin cảm ơn các anh các chị trong đoàn đã có những chiếc áo như vậy. Em xin kính chúc các anh các chị thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Em xin cảm ơn ạ. Được rồi. Đấy, được rồi, thì là cô giáo, đây là cô giáo Đoàn ạ. Đấy, phụ trách của cái lớp 5 tuổi của cái điểm trường Ma Xí. Đấy, thay mặt cho nhà trường cũng như là
các em học sinh ở đây gửi lời cảm ơn đến các anh chị đấy, anh Thiên Lộc, chị Tiến Phước cũng như là chị Huỳnh Hương đã quan tâm và gửi quà đến cho các em nhỏ trong cái điểm trường này. Đấy cả. Ơ mà xe đó nó ăn cả.